cảnh các bạn đang xem là tôi ăn cho đấy cá TV và Tina ăn. Thức ăn hàng ngày của các bạn ấy là bí đỏ trộn với cơm và trứng. Đây là 2 năm nuôi đáy cá TV và Tina. Nhưng các bé đáy cá này á là tôi không có nuôi trực tiếp mà gửi bạn của mình nuôi giùm. Vì không có thời gian, bận đi dạy bơi người cá để giúp các em ý thức bảo vệ thiên nhiên và động vật, góp phần xây dựng quỹ bảo vệ giống loài đáy cá nữa. Nhưng mà chưa làm được gì thì đáy cá TV lại lìa đời. Được tin bạn của tôi nói rằng TV nó bỏ ăn 1 tuần rồi, nhưng mà mọi người đều nghĩ rằng không có gì nghiêm trọng. Thì tôi biết ngay là do là tôi không có quan tâm đến nó, không có đi thăm nó, đi dạy bơi mất thời gian. Nghe tin đáy cá TV chết mà tôi không cứu được. Tôi đã tự làm khổ bản thân mình bằng cách ăn chả lụa để cảm nhận nỗi đau của những con heo đang bị giết. Các bạn biết trở thành tiên cá là như thế nào không? Khi ăn thịt động vật vào, các bạn sẽ cảm nhận nỗi đau khi bị cắt cổ, cắt tiết, máu chảy ra ròng ròng, rồi rên ra la, khóc than giống như chính mình bị hại vậy đó. Nên tôi không muốn ăn thịt động vật, nhưng mà tôi quá đau khổ, muốn chịu khổ, nên tôi mới ăn chả lụa để tự quở trách bản thân của mình. Và sau khi ăn xong thì tôi thấy đầu óc quay cuồng, nhức nhối trong cơ thể. Bây giờ tôi đã trở thành người cá rồi, phải ăn chay nhiều năm nữa mới có thể lấy lại những khả năng của tiên cá. Khả năng cảm âm của tôi tự nhiên cũng bị biến mất. Bây giờ tôi không còn nghe tiếng than khóc của các loài vật xung quanh mình nữa. Các giác quan bắt đầu chậm phát triển lại. Nhưng mà như vậy cũng tốt, bởi vì thành tiên cá mà không thể giúp được các loài vật để làm gì chứ. Tôi tự nguyền rủa bản thân của mình, tự đọa lạc thân thể của mình. Khi tôi ngủ nhập định quan sát thì tôi thấy cái cảnh rằng mình đang ăn cái phần vú của cái con heo mà lúc chưa chế biến thành miếng chả lụa đó các bạn. Rất là tội nghiệp, và tin chắc rằng nếu mà tôi cứ ăn thịt hoài là tất cả khả năng của tiên cá sẽ biến mất hết, trở thành người cá. Phải khổ luyện tập luyện nhiều lắm mới có được những thành quả này. Rồi con heo đó nó nhìn mình, nó buồn, cái mặt nó thấy thương lắm. Nó nói rằng sao lại ăn thịt con, sao người lại làm như vậy. Lúc đó tôi cảm thấy mắc ói lắm, nhưng mà đang ngủ mà không phải một con trong miếng chả lụa đó đâu, 4 5 con lận. Tôi biết rằng phước đức của mình tạo không có đủ để trả nghiệp chướng cho những cái thịt động vật mà mình ăn. Chuyện đấy cá TV chết làm cho tôi muốn mang nợ mắc nghiệp với các loài vật. Tôi muốn bị gặp nạn, tại sao tôi lại sống sung sướng như vậy trong khi các loài vật lại bị khổ. Làm tiên cá chắc chắn là các bạn sướng, không có cần làm gì hết mà lúc nào cũng an lạc trong thân tâm. Nhưng mà trong khi mọi người còn khổ mà mình vui được không các bạn? Không được, tôi làm không được. Tôi phải ăn thịt, thậm chí tôi có thể lấy vợ luôn. Cái con heo mà nó bị chết đau lắm, nó nhói trong tim của mình. Thì cái khả năng tiên cá nó ghê gớm như vậy. Bởi vậy tôi rất ngại và sợ tiếp xúc với những bạn có năng lượng xấu, là những bạn ăn thịt động vật mà chạm vô cơ thể của tôi là tôi sẽ bị cộng hưởng chung nghiệp chướng của các bạn, là các bạn sẽ truyền hết mấy cái xui đó cho tôi. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi thành người cá, tôi chấp nhận chịu khổ với tất cả mọi người bởi vì tôi có lỗi. Quay lại chuyện của rái cá TV thì tôi biết ngay là do cái chế độ ăn chay của rái cá TV á, không có đủ vitamin, nó ăn hoài một món ăn nó chán, cứ ăn cơm với trứng với bí đỏ. Mà bây giờ càng ngày càng lớn mà cứ ăn món đó hoài nó ngán rồi, nên nó lười ăn. Mà nó lười ăn thì nó sinh ra bệnh tật, nó không đủ chất dinh dưỡng để phát triển. Bởi vì đây là loài vật chuyên ăn thịt thì nó sẽ tổng hợp chất dinh dưỡng từ những cái con vật mà bị nó ăn thịt, thì những con vật khác nó cũng ăn rau, ăn cỏ, ăn con này con kia. Cơ thể nó là tổng hợp vitamin cùng với những độc tố đủ thứ hết. Nói chung là ăn thịt động vật thì tất nhiên không thể trường thọ được rồi. Cái nhu cầu ăn uống của rái cá là vô cùng lớn, cứ 3 tiếng đồng hồ thì rái cá nó ăn một lần. Nên cái nguyên nhân mà khiến cho TV chết do bỏ ăn dần làm cho cơ thể bị mất sức đề kháng, sinh ra bệnh tật. Rái cá nó hay dễ bị bệnh cảm chết lắm các bạn. Các bạn thử bơi lội nhiều mà ăn uống không đầy đủ đi, bảo đảm các bạn sẽ sổ mũi ngay. Rồi trái cá nó ngủ ở ngoài trời, mưa gió nó đâu có được ngủ trong nhà đâu, mặc dù là trái cá nó bị thành thú cưng nhưng mà nó cũng ngủ trong cái cảnh khổ như vậy. Bởi vậy các bạn đừng có ý định mà nuôi trái cá như thú cưng, thật sự các bạn đang đày đọa làm khổ nó đấy. Nó không có môi trường tự do để phát triển. Mà trái cá TV thì nó cũng không có chịu ăn chay đúng cách, như là uống sữa, ăn đậu hũ, các loại quả hạt để bổ sung dinh dưỡng. Nên khi cơ thể nó bị mệt, nó dính bệnh thì không còn cứu chữa được nữa. Nó đi thì cũng phải suy xét lại. Tuy con TV nó lười ăn, nó biếng ăn, nhưng đáy cá Tina vẫn ăn uống bình thường và béo mập từng ngày. Thế nên chế độ ăn uống cũng không có gì đáng quan trọng để nói, mà cái chính là do chế độ bơi lội của đáy cá TV nó không được rèn luyện thường xuyên. Đáng lẽ đáy cá là nó phải bơi lội liên tục một ngày 12 giờ đồng hồ. Nó ở 12 giờ đồng hồ trong nước, mà nửa ngày trên bờ, nửa ngày dưới nước, mà cứ bị nuôi nhốt trong tình trạng này thì sao phát triển thể lực được. Và không có trung tâm nào có thể tạo được cái điều kiện không gian cho rái cá phát triển được tốt cả. Nếu có tôi cũng đã gửi rồi, chứ không phải để nuôi ở nhà như thế này.
thiếu thốn không gian và môi trường thiên nhiên dẫn đến buồn chán bệnh tật mà chết. Trường hợp này cũng khá là thường xuyên xảy ra đối với những con rái cá mà bị bắt làm thú cưng. Vì suốt 2 năm nay á, có mấy trăm người gọi phone cho Tuyun hỏi cách nuôi rái cá nè. Rồi một thời gian sau Tuyun giữ liên lạc với họ thì họ đều nói rằng rái cá của mình đều bệnh chết. Cũng chính vì lý do đó mà tôi luôn khuyên các bạn đừng có hại rái cá, đừng có nuôi rái cá như thú cưng. Cái đó là hỏi cách chăm sóc nuôi thôi, còn hỏi để mua rái cá đó nha, tưởng tôi là buôn bán động vật đó mà. Không biết bao nhiêu ngàn người gọi rồi. Còn một cái nguyên nhân hợp lý nhất dẫn đến cái chết của rái cá TV á, chính là sự phản sanh giải thoát. TV á, nó đến với Tiun để chịu khổ làm con rái cá, cho Tiun quay phim, nghiên cứu, kêu gọi các bạn đừng hại rái cá ngoài thiên nhiên nữa. Video về TV thì cũng đã rất nhiều rồi, nên em ấy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Từ cái cách mà chăm sóc đến trị bệnh đủ thứ cho loài rái cá, ở ngoài thú y họ đâu có rành. Mà bây giờ Tiun á, giống như là một chuyên gia về rái cá vậy đó. Tôi nuôi nhiều quá rồi, tôi hiểu nó quá luôn. Nó bệnh gì tôi cũng biết. Vậy mà chỉ một sự thờ ơ một chút thôi, tôi không quan tâm nó một tuần thôi mà để nó chết đó các bạn. Việc rái cá TV ra đi giống như là các vị thánh, các vị Bồ Tát hay là Đức Chúa Trời vậy đó, chịu khổ ở thế gian này xong rồi thì họ giải thoát. Bởi vì á, các ngài ấy á, thường thích hóa thân thành các loài vật để chịu khổ nè, để giúp chúng ta thức tỉnh nè, hay là làm đồng loại của các loài vật ấy để cho chúng thức tỉnh. Bởi vì động vật cũng có thể thành tiên, thành thần, thành yêu quái, yêu ma gì đó. Các bạn có coi phim Hồ Ly Tinh không? Đó, kiểu giống như vậy, tu luyện là sẽ thành con gì cũng có thể tu luyện để thành tiên, thành Phật cả. Đáng lẽ không có làm cái clip này để nói cho các bạn hiểu. Bởi vì có nhiều bạn nói rằng Tiun cho rái cá TV ăn chay mà chết. Thật sự Tiun xin đính chính lại, đó là một nhận thức sai lầm của bạn. Kỷ lục Guinness thế giới gần đây đã chứng minh một chú chó ở Anh Quốc ăn chay sống đến 189 tuổi, tương đương với 7 đời người. Mà chú ấy thường ăn là tất cả các loại rau củ quả, rồi cơm. Vậy mà sống 189 tuổi đó, tôi xin nhắc lại cho các bạn biết. Và khoa học đã chứng minh tất cả những loài vật ăn chay đều sống thọ một cách kỷ lục. Như có chú rùa cũng sống được 183 tuổi. Mà muốn sống lâu như vậy thì chúng ta phải ăn chay đúng cách. Bởi vì ăn chay là chúng ta lấy những cái năng lượng sạch ở trong tinh hoa của vũ trụ, của đất trời này mà thành. Những con vật khác nó cũng phải ăn những rau củ quả. Giống như con bò đi, nó cũng phải ăn cỏ, nó lấy tinh hoa của những năng lượng từ không khí nè, từ ánh sáng mặt trời nè, nó hấp thụ vào cơ thể nó khỏe mạnh, nó to lớn, các bạn lại ăn thịt của nó. Nên tính ra cỏ nó là một nguồn năng lượng vô cùng sạch, có thể đánh thức trí tuệ con mắt thứ ba của các bạn luôn đấy. Nhưng mà các bạn ăn thịt bò vào thì các bạn hấp thụ giữa năng lượng tốt và năng lượng xấu, nghĩa là cái năng lượng oán hận của con bò đó, con bò mà nó bị các bạn giết hại thì nó sẽ oán hận. Sau khi oán hận, nó sẽ tiết ra một cái chất độc. Cái chất độc đó nó đi vào trong cái thức ăn, thấm ra thịt của nó, các bạn ăn vào, các bạn vừa hấp thụ chất bổ mà cũng vừa hấp thụ chất độc. Nên những người mà ăn thịt bò thật sự họ đâu có sống thọ đâu. Thịt bò rất là độc, ăn càng nhiều thì càng bất lợi. Các bạn không hiểu được những chuyện đó, mà bây giờ Tiun trở thành người cá rồi, Tiun cũng thấy là trí tuệ của mình bắt đầu giảm dần, nên chắc là Tiun cũng không thể chia sẻ được nhiều. Cái sự liên kết của Tiun đối với thế giới nó bị đứt nghẽn đi, giống như là bị chặt đứt gì đó các bạn. Tôi cũng không thể giải thích được cho các bạn hiểu rõ, mặc dù tôi hiểu rất sâu xa, nhưng không còn giải thích được nữa. Mà đó cũng là điều rất tốt, tôi muốn trừng phạt bản thân của mình. Tôi không còn muốn gì nữa cả, chỉ mong sao các loài vật được bình yên, được cứu thôi. Nói về tương lai á, cho dù rái cá TV thật sự có sống tiếp thì tôi cũng không biết cách nuôi nấng như thế nào, vì mọi người hầu hết đều chưa ý thức được việc bảo vệ rái cá, mà chỉ muốn biến nó thành thú cưng. Trả về thiên nhiên cũng không được, mấy người săn trộm họ sẽ hốt liền, giao cho trung tâm tổ chức thì chưa có nơi nào là tin tưởng bằng việc mình nuôi ở nhà. Chứ thật sự không có muốn biến rái cá thành thú cưng các bạn ạ, vì cái tình cảnh bất buộc. Còn nếu mà nuôi để sinh sản á thì chắc chắn không chăm sóc nổi. Các bạn thấy tôi nuôi phụ bạn của mình 2 con rái cá thôi mà đã hết cả buổi, nó còn chơi, nó còn quậy nữa, đủ thứ hết, ăn uống bày biện dơ giấy vô cùng. Bởi vậy nếu mà các bạn có thương tiếc TV á, xin hãy cầu nguyện ăn chay hồi hướng cho tất cả muôn loài đi, cho gia đình của mình nữa, là đã tạo được một cái điều phước đức nhất thế gian này rồi. Chứ không cần các bạn phải làm cái gì quá cao siêu đâu các bạn ơi. Ăn chay là đã không còn tạo nghiệp ác, là đã giúp thế giới này rồi, giúp cho tất cả các loài vật được sống tốt rồi. Chắc là sắp tới tôi sẽ làm những video clip hướng dẫn về ăn chay quá. Tôi muốn các bạn được ăn uống khỏe mạnh. Còn bây giờ trên mạng người ta cứ thể hiện những cái thức ăn độc hại, hóa chất không à. Mà các bạn coi những cái cách ăn uống đó của người ta thì các bạn cũng sẽ chết sớm. Các bạn không được lợi ích gì mà làm cho thiên nhiên động vật bị mất cân bằng.